Hello hello, chào các bạn. Hôm nay vợ chồng mình sáng ra cắt cải xà lách nha các bạn. Nhổ cải xà lách ở trong vườn nhà. Bà xã mình sửa cái cộng hành bero lại. Cái cộng boro. Boro hả? Hành boro hả? Quay cái clip nhỏ nhỏ cho các bạn xem chơi nha. Ủa, em bên cái dao này cắt được không anh? Được. Cắt gì ha? Ừ. Wow. Rồi. Thu hoạch boro. Này lắm. Cắt cây đó nữa đi. Cắt ngang đi. Cắt ngang rồi em phải đem ra tét. Nhìn thôi để nó lát lấy dao ra cắt. Bây giờ lãi cải xà lách đi. Nó lãi cái lít cải nhỏ nè, hai cái lớn. Đây rau má mình trồng nha các bạn, rau má nè. Đó, mới cắt ăn đó, mới cắt ăn dựng lên vậy đó. Mùa hè này, mùa xuân này cải điện ngang nó cho nè. Mình trồng kia một clip rồi, còn dư lại mấy cây. Rồi bây giờ tét cải cải xà lách đây, xà lách tím này. Mình tét lần này nó lần thứ ba nha các bạn. Bữa hổm tét rồi với các bạn ha. Ngày đó tới nay chừng nhiêu ngày rồi anh, từng không? Từng cái gì? Ừ. Cái này ngon lắm các bạn ơi, ăn ghiền luôn. Ăn ghiền luôn. Ăn ghiền luôn các bạn ơi. Đây. Mình test lần này lần thứ ba rồi các bạn. Cải ngoài chợ mua ăn nó cứng. Nó cứng ngắt rồi các bạn. Còn cải này ăn nó mềm mềm sụp à. Nó non chành chạch luôn hả? Non chành chạch. Trời ơi. Anh chịu nó non chành chạch luôn. Vườn mình mới thành lập 2021. Đến nay là coi như là gần năm các bạn. Từ ngày mà mình đi qua đây lần này. Coi như mấy tháng rồi em? 4 tháng. 4 tháng rồi đó các bạn. Mà mình trồng được rau, rất là nhiều rau. Tất cả những cái cây ăn trái rồi kìa, mình chuẩn bị thiết lập cái nhà vườn hiện đại của mình lại. Mai mốt trái cây nhiều lắm các bạn ơi. Mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem chơi. Trái cây nhiều lắm, mời các bạn tới dùng. Trái fit. Fit rồi trái apricot gì tùm lum hết trơn, đủ thứ. Nhiều lắm các bạn. Trái nectarine. Nó cây fit năm nay nè, nó ra bông này các bạn. Đó, cảnh cảnh cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ nó ra cái trái trước nha các bạn. Rồi nó ra lá. Đó. Cái cây fit này nó ngộ lắm. Này ở Việt Nam mình gọi là cây sung Mỹ. Đó, mình quay gần cho các bạn xem nè. Cây này trái nhiều lắm. Đó, năm nay mình tỉa bớt cành nó ra trái chắc bự lắm. Đó. Em tét em chừa cái chừng 5 lá thôi. 4-5 lá nha. Ôi ơi, cái xịa này sao đựng đủ ta? Được rồi, kệ ra mà. Trời ơi. Đựng không đủ nha, nói gì kệ. Đủ để em vô. Cái cây này, cho nó nằm bẹp xuống đây em lấy luôn. Trời ơi, coi nè. Ờ, nó tét vậy đó. Ây da. Cuốn thịt bò làm cái món con dâu mình hồi đó, nó làm á. Theo ăn trên Hàn Quốc á. Cuốn thịt bò với cuốn kim chi. Cái này. Nó bị cái gì vàng vàng làm như con gì đó, không phải. Nè. Em tét cây phải có thể 2 lá thôi, 2 hay 3 lá vậy thôi. Thôi cây nó đừng tét nữa. Không tét nữa nhưng mà em coi. Để còn tét 3 cây cải cải kia nó mới nữa kìa, nhiều lắm. Nó để vào rổ đi. Lấy cái gì bự bự đựng rồi đó, khoan để đợi nha. Anh lấy đồ lại đựng. Đó, lấy cái này nè. Đựng mới đủ mà. Hả? Giờ mình còn rửa nữa mà. Cắt này nữa hả? Hai cái này luôn nha. Ừ. Còn nhiều lắm á. Nó tét hết rồi nhiều lắm, nó tét nó hơi nhiều rồi. Tại vì em thấy nó nằm bẹt chứ rồi.
mấy cái này nè, tét đừng cho nó, đừng có cho nó chặt thôi phải không? Ừ. Nè, tét cái lá dưới cùng á, thấy nó thưa ra thôi. Rồi cái lá dưới cùng của nó nằm nha, thấy không? Còn đằng kia nữa nhiều lắm. Mới đó hai rổ rồi đó, một xịa với một thùng á. Tại cái cải này nó phình đó nó nơi thì nó phình ra nó mới nhiều á. Nhiều thì nhiều, ăn thổ nhà mình là toàn là như rau không mà. Dân hảo rau. Ừ. Già trẻ bé lớn gì thích ăn rau hết trơn. Rồi thôi cái này được rồi. Để đi qua kia. À, thấy chưa? Rồi anh đụng cái nó gãy rồi, giòn quá. Ừ, này, nó gãy rồi. Nhẹ đó anh, cưng chứ đấy. Đụng nhẹ cái nó gãy, đụng nhẹ nó non quá. Trời ơi, cái này. Cái này. Nó non chành chạch chưa đấy. Nó chạch ra đây nè. Ừ. Ồ, dạ. Nhớ em tét sát gốc nghe. Ôi ôi cái này. Wow. Em đi qua bên kia thì xa quá, em dớt không tới. Ừ. Này nè. Anh chị nè. Nè tét như nè. Đó. Đúng không? Sẵn gì? Bên đó luôn á. Ở sao nữa. Nè nè, hãy tét tư clip này cho nó xong đi. Sẵn đứng đây chứ. Ừ. Trời sáng đừng tưới nước. Tưới nước nó sình dữ quá. Rồi cái nho. Không cần nhìn á, cái tròn tay xuống sát nhé. Ừ, thôi em đụng cái wow. cái bẹ nó thì em tách ngang cái làm cái rắc cho rồi lụm nè. Nè như cây này nè, trời ơi nè. Giờ bẻ cái lá này nữa cũng được nè, nhiều dư. Đó, cây đó lá nữa được á. Này hả? Hình như cây con. Thôi chừa lên đi, rồi đó chừa đi được rồi. Nè, tét mẹ này nè. Rồi. Nè, thôi rồi cái này. Nó non chạch chạch vậy đó. Chỗ này, chỗ này. Cho em đứng em tét hoài đi. Đó. Ngon quá. Rồi. Để này luôn. Để dính dính cái cải lên. Đó, để kế luôn. Em đừng ngắt vậy. Em nắm cái bẹ ngoài em tét. Anh ơi, đây nè. Anh nắm cái bẹ em tét à. Trời ơi, em biết mà. Chuyên môn. Anh làm như anh giỏi lắm nha. Em nghề hả? Nè nè, như cái lá này nè. Nè, lá này nè. Nè, nè, bị gấp. Nó nắm kéo ngang cái này. Thấy không? Quá. Còn bẹ nữa. Rồi, được rồi, được rồi. Thôi, được rồi. Vậy tới này nha. Nét mấy cái bẹ cuối cùng trước. Chỗ ba cái cỏ này. Nhiều hay ăn cá sa ba. Cá sa ba làm gì vậy? Nấu nhấu cho anh bô ở trọng anh. Trời ơi. Wow. Ôi ơi cái này. Ôi cộng nào cũng lấy quá. Hả? Anh nhổ cái đó anh nó vừa mà sao anh nhổ nhiều vậy? Đâu nhiều. Mà cái lá dưới cuối cùng cũng bự quá. Ừ, bự nè, rồi rồi nè. Wow. Cái lá nữa đi. Rồi. Ừ. Qua clip bên kia làm sao? Cái này đi, cái này. Ôi, cái làm đút cho anh nha, nhỏ không? Được. Tét cho đừng nhổ. Cái lên nó cao nghiêu rồi anh. Nè, cái này tét lá này được nè. Lá này ha. À. Em khỏi bấm gì, em nắm em kéo cái nó gãy à. Rồi được rồi. Okay. Wow, quá. Nó tuần nữa hả là nó bích nữa hả? Thôi em nghĩ cái clip này đừng cắt nữa. 2-3 bữa nữa. Để 2-3 bữa nữa đi. Nó chặt hết trơn rồi nè. Cái lá này nó không trốn. Đâu quá tại nó còn non nè, nó vậy nè. Ừ. Mình chưa thu hoạch mà lần đầu tiên mà. Ừ. Nó bên đó nó nằm ở trong hơi rập á, nó xanh mình thấy không? Ha. Em nghĩ cái này dùm 3 ngày nữa là hạ cắt. Đó, nó xanh nè. Ở trong đó nó rập á. 3 ngày nữa đi.
Đây. Rồi xỉa đó, đứng đi. Thì cái này nó còn tơ mà. Còn cái kia mình ăn ba lứa rồi. Em nhỏ tét cái lá chân luôn nha. Cái này nè em thấy không? Trời ơi này. Có lá chân như thế này. Mình chưa có thu hoạch lần nào hết. Thu hoạch lần này lần đầu tiên. Cải này nó mềm hơn cái cải hồi nãy. Đúng rồi. Đây nó còn nhỏ nè. Em thấy cái cây này không bằng á. Không bằng là không bằng sao? Nó không có độ giòn bằng. Thì nó còn non mà cái lá nó mềm quá. Cái lá nó mỏng quá. Em thích cái cải đằng kia hơn. Chứ nó bự cái thu hoạch nãy ha. Dạ tay. Nè nè anh lãi nghe bụp bụp nè. Nè cái này nó hai cây nè em thấy không? Có cái nhỏ nữa nè. Tại đó anh trồng anh hờ nó chết đó. Bây giờ không chết, thấy nó tốt quá thì để luôn. Quá chừng à. Bên kia. Qua bên đây nè. Đi vòng qua đây, vòng nước ngoài đi. Bưng ra luôn. Bỏ lại trong này đi. À, trời đổi đất vậy. Được rồi, em thiện lát. Thiện lát mình gom nữa. Đổ đi đó. Có sao đâu, nó mọc dưới đất mà em. Nó phải đổ đất là dơ đâu. Nó cũng mọc dưới đất lên mình ăn mà. Thấy không? Nhưng mà thấy nó không có cưng đó. Cưng? Vậy chứ lấy gì đâu đựng mà không cưng. Để em tét lên. Nó em tét rồi em làm vệ sinh cái lá chân nó luôn đi. Không có gì sung sướng bằng cải nhà trồng ra cắt mà ăn. Wow. Ôi thích quá trời luôn. Nè. Em tét cái lá chừng nó bắt đầu nó mới phát lên coi nha. Phát lẹ lắm. Làm như nó trống nè. Trời ơi nè, lá nè. Non chạch nha. Non chành chạch. Non chành chạch. Cái đó là cái từ của anh. Trời ơi nè, non chành chạch. Ơi.
Thì sao nhóm này đông quá nè, nhóm chỗ này chật nè. Chật nhưng mà em lãi rồi á. Cái cây mà nó dính cái cây nhỏ này em nhổ đi, nhổ đại cây đi cho nó trống. Nào. Mấy cái cây mà em thấy nó có cái dính cây nhỏ vô đó. Nè nè chỗ này nè, chỗ này nè. Chật đó. Nè lá này, nè lá này. Lá này, lá này. Nắm tép. Quá ngon luôn. Trồng trọt hả? Không trồng trọt thì không biết. Không biết đi bẻ rau. Mang ăn cái mua không? Quá trời nhiều. Nhổ nguyên cây luôn hả? Cho em nhổ thoải mái. Nè, dối lấy cái này nè. Nhổ không biết giống như em phá hoại của anh. Người hoa ý anh hơi cắt á. Thôi, được rồi, anh đây được rồi. Nè, cái này. Rồi, em làm rồi. Này nè, còn cái lá. Cái nào? Đâu có còn cái đâu. Rồi, nó lung rinh lên trên luôn rồi đó. Nè. Vài bữa nữa, nó ra nhưng mà thấy. Ừ. Cái này chưa lá chân chưa cắt nữa, ấy chưa ra lại nữa. Thịt hà đồ ế chứ ra cũng có ế đâu luôn. Nổ cây luôn. Cái này tấn lên nữa nè. Quá trời nhiều luôn. Cải này đẹp quá. Thấy non. Ngon quá mà không biết làm sao. Cải này đã thấy chứ. Nghe nó cho nè. Wow. Nghe cho cái cải này mới cải gì nữa. Các bạn nào thấy biết cái này cải gì comment cho mình biết nha. Nó giống như cải bè xanh mà bè xanh tím. Rồi, quá chừng. Nó hổm cắt ăn mới hết á. Nhưng mà cái hành này nè mình trồng á. Mình trồng trồng củ á, cắt đi. Cắt đi. Trồng củ á là nó mới lên nhiều cọng. Nó còn mình sát ha. Ừ, ừ. Còn mình trồng cọng mà nó lên có một cọng 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 à. Nó không có lên lá. Không nghĩ là. Ôi ôi, sợ lết son nè. Em cắt ngang cho bằng hết đi. Cắt hết nguyên nhóm luôn. Từ từ mới tập mà. Mới tập làm rẫy nha. Mới tập cắt chứ. Tập làm rẫy đâu là. Cắt thu hoạch rau để em mặc áo đầm ra mấy bạn nó trời đất ơi. Bây giờ mở ra mấy bạn. Ngoài không biết gì hết. Chứ không phải là nói với em. Xuân rồi bắt đầu nực rồi. Đó nè các bạn thấy không? Mà lại không có biết đi bên ai đi. Sẽ lết son nè. Sẽ chết sẽ lết son nha bên chịu hút nó lâu mà bằng của mình. Mà em nói bự bằng chán bự chán hồi hôm anh ra anh rộ đèn anh thấy trời ơi. Bằng nửa của mình bự thì có bự nhưng mà nó bằng nửa của mình nè. Thôi thôi bự, con Phúc cũng giỏi lắm á. Thì giỏi vậy anh đâu có nói dở nhưng mà anh nói tại vì cái rau của nó không có bự bằng. Thì của cô Phúc cũng mập vậy nha. Không có bằng. Trời, nó lên mà nó không có hết dê nhưng mà tại vì chỉ mới trồng nó chưa có phát. Phát chứ tốt lắm rồi đó. Ừ thôi em khen để em khen. Trời, chị Xui của em khen. Em khen chị Xui phải không? Ừ, tốt của em mà em phải khen chứ. Làm Xui rồi phải khen phải không? Ừ. Chứ không lẽ làm Xui đi ghét. Nhưng mà giỏi mà. Trời ơi, giỏi thiệt tình. Có khi nào có người nào ghét chị Xui không? Không. Có sao không có? Ai? Có trên đời này làm gì không có. Chị Hên. Chị Hên. Em. Đạp về em cái chân em đạp cây của anh rồi. Đâu? Cái nè. Lo cắt mê cắt nữa mà đạp. Cắt mà tại anh nói với em, chị Xui em binh. Em xin cãi rồi. Nói chứ chị Hân là chị Xui, chị em. Rồi, bà. Quá. Trời ơi, bữa nay mình đi thu hoạch lớn đó các bạn ơi. Nè, mấy cái này là trồng nè, lên nữa nè. Mày lát ơi, em. Cái gì anh? Hả? Cái nói gì vậy? Cái bông bên trước đó. Trời ơi bông. Ở chỗ đâu quế lên rồi nè. Quế lên rồi. Quế lên rồi. Cái bông bên trước đó. Hẹ lên nữa rồi.
cái này trâu đắng. Trâu đắng. Mê lắm. Còn bác Hà mình mới cắt hai bữa trước mình nấu canh chua. Còn là gì anh? Cải. Này trồng cải kiểu như trồng hoa chơi. Còn này. Cải luôn. Cải salad đó. Chị em thấy anh ngồi anh giống chơi trò chơi. Ừ. Salad. Ừ, nhà kính nha. Nhà kính ấm vậy ha, vô là đổ mồ hôi á. Đậu đậu que. Có hết rồi, cái cây kinh giới gì đâu mà. Cái kinh giới gì? Cái rau cái gì nè, cái này gì quên. Cái cây qua ấy anh mua hả? Ừ. Cái trám quyền. Trám quyền sao rồi bữa nay nó xấu vậy? Anh chia ra làm ba chậu đó mà. Thì vô đây thời gian nó mới phát. Cái cây này là cái cây kỷ niệm. Cái cây đó là cái cây ăn mà một thùng kinh ráp á. Ừ. Cái này cái này nó cần cắt hả? Thì ớt. Hả? Không. Ừ. Mấy cái này ở trong này để anh chịu trách nhiệm. Ừ. Đúng không? Này em gì không vậy? Em không có rớt vô đây được. Cái gì? Anh ngò của em nó mất tiêu rồi. Ngò gì? Ăn đó. Ở đâu rồi? Ngò gì? Ngò rí. Ngò rí hả? Ngò rí thì đi bụi rồi. Sao vậy? Chết. Trời ơi, giờ cũng bất bại rồi. Giờ cầm ngồi rí ra đi. Trời ơi, bữa thì đó, gieo nè, đây nè. Gieo lên rồi nè, ngồi rí nè. Nó đó hả? Ừ, nó đó. Nè. Ngồi rí, cầm nó có hoa chắc là thích lắm á. Rồi. Rồi, Khanh Khiêu, cái người chồng nha. Hôm nay thu hoạch lớn rồi các bạn ơi. Vô cắt ra chừa cái này nè. Ừ, chồng lớn không? Đừng trồng ra một rổ nữa, ấy một ấy nữa. Rồi, kinh giới nè. Các bạn thấy kinh giới nè, chiều nay ăn cá nướng kinh giới. Cá nướng với bạc thôi. Nè, em cầm máy anh cắt cái này, một mớ này cho anh bô đi. Nè, anh bô lăng này không? Chắc ăn mà. Còn này chưa hết nè. Ừ, khó bước quá ha. Không, mai mốt để cái ghế vô á. Chiều nay ra bẻ ớt nữa, trời ớt khô trời. Cắt ớt còn cho nó phát lên cái ớt mới. Ăn thành không? Vậy đó. Xét cốc gì nó không lên nữa. Chỉ có anh là mới cắt được cái nhóm đó thôi. Em chịu thua. Bà hàng xóm em bán cái ăn thơm. Cho bà. Này, ớt chiều nay cắt ớt mới được các bạn này. Ớt chín nó trơn khô luôn. Tại vì tính để cái cây ớt này ăn bao nhiêu, hái bao nhiêu cho nó tươi. Còn nhiêu là ớt đông lạnh không à. Mà giờ nó ăn không kịp, nó khô luôn. Mình tự trồng rồi cái gì mình cũng cưng hết trơn á. Wow. Rồi, được rồi anh. Dạ, cắt tớp này rồi, rồi, được rồi. Tớp này nó dài. Được rồi, tớp này để lần sau nữa đi hả? Anh muốn cắt. Cắt luôn đi. Rồi, anh cắt đi. Nó già nó không ngon. Bữa nay cái ngày thu hoạch lớn. Quá chừng. Nhưng mà một hồi anh nhổ mấy cái cây mà nâu nâu đen đen đi nha. Cây nó không ngon, nó sắp gốc luôn đi. Nên nó mọc lên ủ ấy, chật đất. Không ngon. Ủa, nó có cái cây ngọ hay gì mọc nữa đó. Đó, vàng vàng đó, lá vàng vàng đó, phải ngon không? Kế tới trước mặt anh đó. Như trồng rau răm mà cho nó phát lên đi. Hôm qua nãy em tính làm bánh tráng trộn mà không có rau răm. Nhà tóc này phải không? Trời ơi. Đi kiếm mua cho anh cho nó lá đi, tội nghiệp quá. Nó lá là rách nát giá áo vũ cơ hàng quá. Nó lá gì? Nó mát. Nó là chân chất Việt Nam. Ừ, nhưng mà đi mua thì không có.
Thành ra anh đội cái nón lá này em nhìn giống áo vũ cơ hàng thiệt. Trời ơi, mấy đứa, làm phấn. Mấy đứa con cháu ở bên Việt Nam mà nó thấy anh nó nói trời đất ơi, ông ba mà qua đây, ông ba nhìn thấy hết hồn. Quá, cái đó này quá già rồi mà. Cái già đó là hồi lần em thấy Nga nó châm nước uống anh. Cái này châm nước uống thơm lắm á, châm trà đó. Thôi đi, em thấy được rồi, hả? Chanh dây cũng tốt ghê luôn. Đây các bạn, thấy không? Con gái mình nó thích relax vậy đó. Dù đó. Ra nghe nhạc, ngồi đi nó đòi ăn đây. Nhưng mà mình thì đúng là mình lớn tuổi rồi. Mình ngồi về cái nó cái nắng ở trên nó chiếu xuống cái con mắt nó khó chịu lắm. Rồi nó thì nó thích ăn cũng đem ra đây. Cái mùa này mùa xuân nó ra đây đẹp lắm. Nắng nè, có cái dù. Có ghế rồi có đủ ở trên các bạn thấy không? Ngồi đây thì lá cũng vui lắm. Rồi nó trải tấm thảm nè. Đó. Quá nhiều. Wow. Có miếng dùng nhỏ nhỏ xinh xinh mà đủ thứ hết trơn nha các bạn, rất là vui luôn. Wow. Wow, nhiều quá. Hai lúa miền Tây đây cắt rau rồi các bạn ơi. Áo vũ cơ hàng cắt rau. Có cây cái đây, cây cải này giống cây cải cần xài quá anh. Trời ơi, anh để luôn á, thành cần xài luôn hả sao? Để xanh, để xanh. Trời ơi, phải để luôn á. Thành cái đó lên có bắp thành cần xài. Để xanh. Rồi, mã đề bữa nay nó bự gì rồi nè. Các bạn thấy mấy cái bông này không? Rất là tốt. Để khi nào mà nó khô lại đó, cái mình đem phơi nha các bạn. Mình làm trà chấm nước uống rất là tốt, thanh lọc cơ thể nha các bạn. Rồi. Hôm nay rau răm bắt đầu cũng lên rồi. Rồi, hôm nay mình thu hoạch lớn. Mình quay video cho các bạn xem cho vui ha. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại những video nhiều. Đi ra vườn cắt rau tiếp theo nha các bạn. Xem video của mình. Cảm ơn các mình bạn. Mình ở ha, đa tại đây là San Leandro của ở gần sát bên San Francisco. Đi qua đó khoảng 15-20 phút các bạn. Em nhìn cái nón lá anh em mất. Bye bye. Hẹn lúa miền Tây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào chưa subscribe thì nhớ nhấn subscribe, nhấn cái chuông cho mình. Mình rất là cảm ơn. Bye bye. Bye bye.